Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dagamin. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với tựa game mô phỏng sưu tầm thế giới Lego, Lego Fortnite này. Và như hồi nãy mới có cái tia sét. Ê, sét đánh nhà mình kìa. Nó đánh kế bên tôi luôn kìa. Tôi đang đứng tôi nhảy trên này mà sét nó đánh một cái kế bên luôn á. Tập trước thì mình đã cùng với team của mình đi khám phá sa mạc rồi. Và hiện tại thì mình đang ở cái làng của mình. Và các bạn thấy nay mình có được cái khung bảo vệ làng chưa? Khung này mình xây nha, thằng Đếm chỉ xây được đúng cái mỗi khúc này thôi, còn lại nó bỏ nó không thèm xây nữa luôn. Nhưng vậy mà mình, xạo rồi chứ. Mình xây thì mình cũng cũng tạm bỡ. Để tôi đứng dưới cái nhà này, đứng gốc cây mất công sét đánh. Nãy mình nói mà sét đánh quá trời luôn. Rồi thì có thể các bạn chưa biết hoặc là các bạn đã biết rồi thì đây là cái nhà dành cho dân làng mình ở thì nó là tạm bỡ, nó nghèo nàn lắm luôn rồi. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình phá cái ngôi nhà này để mình xây lại. Thì sẵn là mình phá luôn ngôi nhà gỗ này, tại vì nó gỗ không mà các bạn, nó dễ cháy lắm. Mình xây lên cái nhà bằng đá như của con Đông nè. Nhìn nó xịn sổ. Sao bạn trốn đây vậy bạn? Sao vậy? Không, tao kêu con cái nó vô này cho chắc. Đi ra đây, ra ngoài chơi đi, ra ngoài chơi. Hôm nay mình có một con mới trong làng của mình là con Fistic. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu ở trong làng của mình các bạn. Tại vì nó kêu là cái làng này còn củ bắp quá, nó chưa muốn ở. Làng mình hết slot cho nó rồi. Được rồi. Thôi vô lại bạn ơi, bye lại. Ê, ví dụ như á, mọi người mình canh, mình đứng nghe thử cái tia sét thì nó có bị gì không? Bị đánh đó bạn, bị đánh á. Để tôi me thử rồi, nó có cái tia chớp chớp lên. Rồi, lẹ. Mọi người ơi, chuẩn bị lút đồ. Cái nè, có đồ. Đánh vô đây đi, đúng rồi, đánh vô đây. Ê, như mới đánh trúng cái nóc nhà mình kìa. Không, cái nóc nhà đông. Kệ bên phải kìa, đằng sau nhà kìa. Kịp, không kịp, không kịp. Xa quá. Đại ông, lô nhiều chuyện. Đánh cái nữa. Ê, đây. Hey! Không kịp. Kịp chứ. Ông gì? Ông đứng yên chỗ đi, tự động nó tới. Thôi, để mình xây cái nhà cho mấy con đang đứng xây nhà luôn á. Để coi cái nhà này. Ồ, nhà này cũng đẹp dữ ha. Như này đi, mình sẽ xây cho dân làng mình ở đây. Đây là phải có kế hoạch quá gia đình nha. Nè. Nói không, cái nền này bây giờ mình xây ở đây thì nó sẽ có một cái đường ở đây, nó trồng cây, trồng hoa vậy, nó muốn. Ủa, làm gì có làm. Lỗ đây vậy? Lỗ nào? Đây có cái hở nè. Để nó đi, để lỡ mà mưa trong này nó ngập thì nó rút, nó có chỗ để nó chảy nước ra, bạn hiểu không? Ở đây mình đang có được những nhà như thế này nè các bạn, là nhà bằng gỗ. Và xuống đây thì các bạn sẽ có những cái nhà bằng đá, nhưng mà nhà này thì mình không có đá để mình xây. Nghe đồn là hôm nay Blue có xây ngôi nhà này nè các bạn. Mình sẽ ở ké, không, nói chung là mình phải có phần thôi. Cái đánh hoài bay. Cái đánh không chết hay gì? Đánh hoài vậy. Ê, nghe đây. Dính. Ê, người ta nói là đang xây nhà mà sát đánh là tốt lắm. Không, tốt tốt. Tốt cho mấy ông thợ sửa. Tốt cho mấy ông thợ sửa. Ê, tôi mới nói có cái mà sao đánh tôi nữa rồi. Đánh mà cái tốt cho mấy ông thợ sửa nhà. Không mưa chưa? Gà. Anh ơi, đúng không? Xét đánh ghê đúng không? Tại ra mặt quà. Ê, ra thì bị đánh thì nó chỉ bị khét chứ thôi các bạn. Như vậy nó hơi bị giảm mấy trái tim thôi chứ cũng không gì đâu, không sao. Mình còn sống nhăn răng đây mà. Thôi xây nhà cho cục cái tao nó ở đây. Vũ, trả em phụng đây. Để mình đi không, xây cái nhà này cho dân làng mình ở chứ. Mình thấy cái nhà kia dân mình ở tội nghiệp quá. Anh xây trong này xây cho nhà anh bằng phụng. Sao? Xét đánh ồn quá, mình không nghe được mấy nẻ đang nói gì luôn á. Nhà này có hai cửa, một cái cửa trước, một cái cửa sau. Nó để có ai tới đòi nợ đi cửa sau trốn. Ấy mấy kia tao xây, có mấy kia mắc mới, mày đứng có xây giùm vậy? Ai mượn? Xây đi. Ai mượn mày ăn bán, nó xây giùm tôi hết trơn luôn rồi nè. Ủa cái nhà này giống quen cái nhà nào đó. Nhà nào? Rồi qua mấy tầng nè. Cái nhà sàn của em không? Không, nhà này có lầu đàng hoàng, nhà này có lầu luôn. Cái nhà này em xây rồi mà nãy mới đập cái gì á. Hình như hồi nãy là đội dỡ nhà mới đập luôn á chị. Phải không? Nhà nào nhà này hả? Có, nhà này người ta xây nãy giờ. Xây cho dân làng ở thôi chứ mình không ở đâu, mình ở nhà xịn. Ủa? Ủa? Sao vẫn còn sát đánh vậy? Thằng này trời lưu đạn. Lưu đạn hả? Em không nói thằng Đông đâu. Đông báo. Quá đây, bây giờ các bạn sẽ đi ở trên cái đường này, các bạn sẽ xây ở đây. Đứng ra coi thằng Blue. Thằng Blue. Sao mày có nhà mày xây đi, mày đứng đây mày phá, mày báo rồi mày. Vậy tao xây nhà tao à, bye bạn. Ê, để xíu tao qua tao coi với. Nghèo mà mày đặt tối vậy. Ê, nói không, vậy là đừng chạm nha. Nên nào đập căn nhà này nè, tao sẽ làm căn nhà mặt tiền 4 góc.
Hứng ghê. Dự kiến là mình sẽ phá ngôi nhà gỗ đó luôn các bạn, để mình xây ngôi nhà nó mới hơn, nó khang trang hơn, mình chứa máy móc đồ vô ở. Giả bộ nó bây giờ mình đập cái cửa này, tao xây cái nhà đây được không? Ăn thịt. Cửa nào? Cửa bên đây nè. Ê, thằng nào nó phá cái cửa của cái làng mình kìa bạn. Chuyện động đó. Phá cái khu bảo vệ của mình rồi, cái khu đó là tôi xây đó bạn. Thằng đép nó xây nó được có chút xíu cái nó bỏ à. Mấy thằng mà làm bỏ mứa vậy dễ bị sét đánh lắm. Nó không bị đánh. Đánh hay là rồi. Không, tại vì nó sợ, nó biết nữa nó bị đánh nó mới trốn đó bạn. Nó trốn, nó ngồi ngoài, nó chỉ cái mỏ vô đó. Ồ, tính ra cái nhà mà các bạn xây sẵn như này các bạn, nó có rất là nhiều những cái điểm mà nó làm sẵn hết trơn, các bạn chỉ cần áp dụng theo thôi. Mà hình như đúng của mấy game Lego này, các bạn phải xây theo của nó chứ các bạn ngồi tự chế tạo á thì nó kỳ lắm. Ê, ai mượn để tôi xây thôi. Ai mượn. Tại vì các bạn nếu mà các bạn chơi Lego thì các bạn cũng biết là thường Lego nó có những cái tờ giấy hướng dẫn lắp ráp đúng không? Các bạn lắp ráp theo là nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà các bạn ngồi các bạn mò các bạn tự ráp là nó sẽ như cục bức. Cho nên là mình thấy xây kiểu như này á các bạn, nó sẵn hết trơn rồi, các bạn chỉ làm theo những cái khu vực nó yêu cầu thôi là các bạn sẽ có một ngôi nhà siêu đẹp. Không ăn làm thì nó siêu xấu. Thì hôm bữa không có, hôm bữa mình cái lúc mà mình khởi công mình xây cái ngôi nhà bự, ngôi nhà gỗ đó đó là chưa có hướng dẫn mấy ngôi nhà bự này, nó chỉ có mới có hướng dẫn xây cái chỗ để chứa gỗ thôi. Thành ra là lúc đó phải xây cái này để mình ở đỡ. Còn giờ mình mở được rồi, mình lên làng xịn rồi. Cho con cọp cái tao vô ngủ rồi. Nay đâu ra rước cọp cái về vậy? Học vô nó. Này này con cọp này đúng không? Ừ. Con này Tappy. Hello Tappy. Đừng đụng nó, chó dữ đó. Ghê sao? Cọp cái thôi lại có gì? Ừ, anh cũng đang tính thắc mắc luôn á. Nay con mèo mình có con khác nó chiếm dụng mà các bạn, cho nên thôi mình đi con cá đi. Mình đi với con cá. Còn cái con khủng long hôm bữa không có đi theo làng, nó không có đi theo dãy tụi mình, buồn ghê vậy á. Hôm bữa mình chết hết rồi bạn, nó đi theo chết luôn bạn. Giờ mình xây tới cái phần mái nhà nè. Dạ. Không chuyên nghiệp. Tránh đường thôi, mắc mới gì. Xây cái nhà tao bay đứng thì bây giờ làm nhiều vậy. Cút cho khác, không có mượn. Mày không đuổi con cá mày đi kìa. Rồi đuổi rồi đó. Đặt vô, rồi ok. Ủa? Cửa nó lệch màu vậy đâu. Ở đây cái đó các bạn, nhà mà có thiết kế sẵn á, mọi thứ nó đều vô khớp hết, nó đẹp không, nó không có bị này kia. Ê, đập em cái tường em dụ con mấy con cừu về. Ủa em chắc nó theo được ra nè. Xong em dụ mấy con cừu về. Cái vụ con cừu về làm cái gì? Thằng đó nhạt lắm. Dụ về để lấy lông. Lông gì bạn? Ủa, lông nó xây bị ngược hả? Không, cửa nó dậy đây. Không, anh quay ngược ra ngoài rồi, anh quay ngược rồi. Ủa, con nào ngắn vậy? Ờ, cái cửa ra, cửa ra đâu ai mở ngược vậy đâu Dũng. Này là kinh nghiệm vậy chơi. Cái hậu kiểu đó anh. Ờ. Mở kiểu đó là mất vàng đầu. Tính ra. Xe chuẩn bị đi ra, xong rồi bấm nút mở cửa. Cái gì vậy bay, có gì nổ vậy bay? Cắm xài bom nha, nào xài bom tao bắn chết á. Có bom hả? Hả? Mình còn chưa được xài nữa, mấy ngày nó xài quá trời. Nó bị dí đắng kìa. Kể đi, cháu bò mà không sao đâu. Sắp xong rồi nè, dân làng ơi, mình sắp có nhà mới mình nở rồi nè. Tội nghiệp bữa giờ dân làng mình ở trong cái nhà mà hai bên nó giống như là hai cái cửa ra vô vậy á. Bạn, cái nhà nó gió luồn, cái gớt hết. Ờ, tối lạnh queo lại luôn. Đúng rồi. Nó có queo nổi đâu, nó gụng luôn rồi. Trời ơi, đúng là nhà thiết kế sẵn ha. Cái gì nó cũng vô khớp hết trơn, lẹ thiệt chứ. Giờ ông thay đi, cũng giống á. Mà giống cái sườn á. Được, nhưng mà nó hơi cực thôi nè. Các bạn thấy đôi khi nó dùng cái nhỏ nè, xong rồi đôi khi nó bắt các bạn dùng cái bự hơn xíu nè. Rồi các bạn sẽ dùng cái bự nhất nè. Nó nhiều lắm, cho nên là mình tự làm rồi mình lúc nào mình cũng đẩy mấy cái bự bự á, cái nó bị dính nhau, cái nó không đúng. Không đúng kích thước liền. Cái này chà bá luôn nè. Nè. Rồi xong, vô nhà mới. Ngủ cục cái ơi. Mình gắn đèn đồ vô để coi phòng này ở đây, đây là cửa đi ra hả? Đóng cửa lại. Ừ. Trong này sẽ là chỗ để đồ toilet ở nhà bự mà bạn. Phòng ngủ ở trên này. Rồi phòng ngủ ở đây là bao đẹp luôn. Để mình để cái giường đây cho mấy anh ngủ cho nó ấm cúng nhau. Nhiều anh.
Nè, đây con cục cá, đây con cục cá tao lụm ở đây nha. Ủa, ủa bạn, tôi nghe nói bạn xây nhà cho con cục cá riêng rồi mà. Không, mà nó thích ở nhà này, hiểu không? Duyên, không, không, không có bạn ơi, nhớ, lộn rồi. Nhà này không có chỗ để chứa cho mấy con cục cá của bạn. Không, cục cá tao phải được trong đây. Rồi vô, mày ở không? Ở nhà tao mới xây nè, ở không? Ủa giường của bắp, giường đây giường xịn nè. Cho con Sparkler ở đây, này mà. Ở con Silas ở đây. Rồi qua kia phá nhà kia mấy đứa ơi. Ý, ê, ý. Đó. Không phá cái nhà nhỏ này nè. Rồi dọn đồ bên kia ở đi. Chưa, phá cái nhà này nè. Còn con mèo nữa nha, còn con mèo á, chưa có nhà cho con mèo á. Trời cái này nhìn các bạn thấy nó tạm bợ không? Tối lên ngủ lạnh, gió thổi vô lạnh queo vậy luôn. Vì có cái mái nhà rớt xuống. Bùm. Rồi phá đi. Để coi mình còn cái giường cho con. Một cái nhà là đủ rồi. Bạn lưu trang trí nội thất nha bạn lưu. Không này mình không con, mất chọn. Con của ta là con Silas hả? Không. Đâu con Tabi. Ừ. Con Tabi mà. Nó chịu ở trong làng mình chưa? Nó chịu ở trong làng mình chưa? Chứ con cá nó chưa có chịu nè. Để mình cho con Sparkplug này đi làm. Ủa, tìm sao đồ cho ăn con, cho con này nó ở trong làng mình gì? Thì bấm vô nhưng mà hình như làng mình không chứa được nữa hay gì á. Muốn chứa nữa phải lên level 10. Đúng rồi, hình như con Tuppy này nó chưa có chịu ở trong làng mình. Cái con Fistic này cũng vậy nè. Nó chưa có muốn ở này các bạn coi nè. Mình kêu nó vô cái làng của mình ha. Xong rồi nó kêu lắc đầu, nó kêu không. Cái nó con là cái của chị Blue là trong làng rồi đó. Ủa nhưng mà cái giường sao không bấm cho nó ngủ giường này được? Chị đập cái giường cũ đi chưa? Tụi rồi đập giường cũ rồi. Nó kêu thằng này nào đây, kêu thằng Jun bỏ con mèo ra. Chị mời nó vô. Hả? Chưa? Thôi chị mời rồi mà. Mời rồi má, mời rồi má. Rồi bây giờ mình xây, mình phá nhà bự này đi mọi người. Trời ơi, nhà của tôi, của nhà chính tay tôi xây lên. Lấy đồ ra. Đồ nhiều lắm. Lấy đồ ra đi. Dọn đồ ra. Đem qua bên nhà này mình để đỡ. Nhà cũng được chứ đâu có tệ đâu các bạn, để mình đi trang trí nội thất. Coi mình có, ê có toilet nữa nè, để mình làm cái toilet ở trong phòng này. Chính ra coi. Đây sẽ là toilet. Toilet có cái cửa để đi khẩn cấp luôn. Cũng được chứ ha. Rồi biệt đội phá nhà. Phá. Ủa mình dọn hết đồ ra chưa? Bơm đâu, đông ơi, bơm đâu. Bơm nổ rồi. Ủa. Dọn hết đồ ra chưa, Cứ không dọn nổi đâu anh, phá đi chứ để bệnh lại. À. Mà nhanh tay nhanh chân ơi, tôi mới thấy con cọp nó lấy cái kiếm qua đầu mẹ luôn. Tao đập lộn cái xương rồi men. Kệ đi. Đây để mình chỉ cho các bạn cách phá nhà. Đầu tiên các bạn sẽ phá những cái nền móng ở tầng dưới trước, thì tầng trên nó sẽ tự sụp đổ. Đè vào đầu mấy đứa tầng dưới. Rồi, tạm biệt cô nhà. Ngôi nhà như tay tôi xây lên. Mà xấu quá chịu nổi. Cảm ơn mày. Tại vì không có kiến trúc sư, không có bản vẽ. Đó. Không có bản vẽ. Giờ đi tạm thời nè. Này mà phải có ổn được chứ. Này có trái bơm chọi vô mà mình nghe nãy em mình nó xách trái bơm đâu mấy cây về đây á các bạn, xong cuối cùng bị nổ rồi. Chén. Vô chi. Đây bây giờ mình sẽ làm cái toilet nè. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái bồn tắm. Bồn tắm ngay sát tường này đi. Cái gương nhiều lắm quá. Đó. Bể đường hết rồi. Rồi mình có cái toilet ở đây. Rồi bồn rửa tay ở đây. Ủa nó bị dính. Không nói gì mấy bạn nghe không? Hả? Nói gì mọi người có nghe không? Chứ tôi điếc bẩn sinh rồi. Rồi xong, các bạn mở cửa ra thì các bạn sẽ có được một cái cái view rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đi vệ sinh xong, ở đây có không có cái cửa ha. Đỡ đi. Nó mở cửa vô cái đó nhà này mình làm biến trang trí ghê luôn vậy á. Này có cái bộ bàn mini nè các bạn. Mà cái nhà này nhìn nó chật kiểu gì ha. Gỗ chiếu xây nhà mọi người ơi, ai lập trước có trước nha. Có ghế sofa nè, nhưng mà mình không có cái lông cừu. Không có làm được, nên là cái bàn. Ủa làm sao để cho nó nằm ở cái giường mọi người. Nắm vô cái đèn giường thì tụi mình cũng chưa có làm được cái đèn
đèn treo tường các bạn, tại vì mình thiếu cái bright con, mình chưa biết cái đó là cái gì luôn á, chưa có đi khám phá luôn á. Cái này nhìn nó ghê như cái bàn thờ. Ê đếp, nhìn cái kia như cái bàn thờ vậy đếp. Nè em nhìn cái này nè. Cái gì, cái bàn thờ không? Cái bàn thờ không? Để đây nó trên bàn thờ luôn. Để thờ bà luôn là được. À nẩu rồi anh trai. Rồi xong rồi. Ủa xong rồi hả nhanh hả? Trời ơi tập đoàn đấu da mà. Trời ơi. Rồi bạn xây nhà mới bạn ở đó luôn đi bạn. Nhưng mà giờ phải dọn đống này ra chứ. Thì dọn đi. Nhà này giờ mình không biết trang trí gì chân thôi, mình bỏ đây mình dỡ mấy cái vụ trang trí lắm. Có cái là mình đang kêu con mèo vô đây ở mà chưa có thấy được cái tên. Không thấy được tên con mèo. Có Spark Plug với lại Silas rồi, mình cho hai này nó ngủ bên này rồi. Cái này ngồi kiếp nổ rồi đâu. Này của Spark Plug nè. Này là của Silas nè. Còn lại mấy con mèo kia mình chưa có thấy đâu hết trơn á. Rồi xây nhà mới, đây để tôi đặt cho, Hay vậy ghê á. Ôi các bạn có cái nền móng đó kìa. Trời ơi bạn. Giá xe hắt cấp bao nhiêu vậy? Biết rồi. Nhưng mà nhưng mà mình kéo nó hết cỡ bạn. Còn hơn nhà sàn nữa. Nhà này bao lũ lụt luôn. Ê nhưng mà cái nhà này xây ở đâu thì đẹp ta? Ở đây nè, xây chỗ cũ mình luôn hả? Ủa gì ơi? Gì? Có cái lỗ gì đây lạ mày? Lỗ gì? Hay nào nào phá. Ê cái này nấu bơm nè. Cái này nấu bơm nè, nó mới bị lởm chởm như này nè. Cái mái nhà làm bể. Không, hay nào nó phá. Ổng ma thì chứ. Anh á. Đẹp ơi, rất là đẹp nè bạn. Hề luôn á. Rồi để tôi đặt cái nền móng nha, tránh ra anh em, tránh ra. Bạn cho tôi 28 cái cục đá thì tôi mới xây được cái nhà này bạn. Chán bạn thiệt luôn. Rồi anh em mình phải tránh ra. Có nhiều thằng đứng trong này quá vậy là nhiều object quá nó chưa cho xây. Ủa nhà có gara luôn hả? Con cá mày đứng trọng quá gì? Ừ. Đây con cá. Con cá mày đứng trọng luôn á. Con cá, biến vô khác rồi. Rồi đưa nè. Để coi mình cho nó qua bên này xíu hả. Đó ngay giữa này nó hợp lý ha. Ok cho bạn. Trời, ủa thấy đâu ok không nội? Hả? Ủa mọi người, tôi nhớ mọi người thấy mà. Không, con phải đặt xuống mới thấy, cũng được rồi. Rồi. Rồi bắt tay vô xây, lẹ. Ủa cầm cho sát tường đi anh Trường chi vậy? Hả? Sát tường luôn hả? Sát tường luôn thì phá đi, xây lại. Thì nó lâu lắm rồi đó, gì vậy? Thì ai biết không, nhưng mà cái nhà này nó còn... Phía sau nó là... Ở phía sau nó cũng chỉ là cái đường đi thôi. Rồi phá đi anh em, phá đi anh em, đúng rồi. Tôi nói rồi, nhà tôi lo được ba mặt tiền. Đồ nhiều quá mà không có lụm, đồ này lụm vô nó đầy túi thôi. Ủa cái này đúng là đá có khác ha. Đập đau tay mà đập nó lâu ghê luôn á. Đập nó 5 lần lận, 5 cái mới nó... Ủa gì vậy? Nó bị bể cái cấu trúc để xây nhà vậy. À. Trời ơi nó trâu kìa. 5 cái được nó bày nè. Bởi vậy các bạn thấy làng mình có nhiều nhân viên không? Đó, nhân viên chạy bằng cơm, nhân viên chạy bằng điện. Điện là mấy con NPC, điện thủy đồ này kia á, còn như chạy bằng cơm là như dạng blue đồ. Rồi. Sát chưa nha. Ok giờ, sát chưa? Chưa. Rồi sát rồi đó. Còn phải chượng miếng để làm đường đi nữa chứ. Rồi hợp lý. Như đây là đủ làm đường đi rồi. Làm tiếp. Đập nữa là tao đập mày á. Làm mấy cái dương đi trời. Ai dám nói gì đâu. Để mình đi làm mấy cái nhỏ nhỏ linh tinh. Rồi đợt này sẽ là nhà bự nhất của tụi mình. Không, nhà tôi thôi. Có đâu, nhà này nhiều người xây lắm bạn. Không. Có nhà một người tôi xây thôi. Để chứa đồ luôn. Đồ như kiểu là mấy cái máy móc đồ này kia vậy á. Ê phải chi mà cái này mà nó cho mình làm mật khẩu, mình khóa cửa đồ ha bạn ha. Ừ. Ờ cái mình biết khóa rồi. Mình không cho mấy kia vô. Anh, tại sao mình phải sửa cửa vô trong khi đó mình có thể đập? Ờ ha. Ờ ha. Vậy là ổn. Ừ đúng rồi. Tính ra mình. Ừ đúng rồi, tụi nó có thể đập cái nhà của mình để tụi nó vô bất cứ lúc nào mà. Anh làm lẹ đi anh Di. Mà làm được tụi hết resort rồi bạn, tụi mình còn resort nữa. Tụi hết đá rồi, đưa đá đây. Đủ nhiều. Đủ đá không? Bạn đủ đá không? Trời ơi, tôi bỏ người tôi 500 nè. Dữ vậy. Xây tức, công chuyện. Okay. Bạn tính nói cái gì? Xây tới cái gì? Xây tới cái đất thượng cái vậy bạn? Ngộ ghê. Xây tới tiền. Nên vậy chứ, okay. Non xây đi nha. Đừng có kiếm tiền à. Ồ. Mốt rồi tôi cho ông cái toilet được chưa?
Nè coi, giáp mấy con kia chúng ra để đuổi con cá cho khác, mày biến cho khác đi. Con cá của anh đuổi nó đi. Rồi, cho khác. Đi nấu đi. Cút. Đứng đây vướng tay vướng chân quá. Rồi. Lúc còn đúng là nhà bằng được. Xây bằng đá xịn đó các bạn. Nó đẹp. Nó kiên cố hẳn ra luôn. Ở đâu có cái cửa nữa vậy? Cái cửa bên nào? Cửa đây hả? Không phải. Nó có cái cửa nữa bạn. Cửa bên đây nè ông nội. Tôi kiếm có thấy đâu. Nó đi đúng cái chỗ rồi, cái nhà này ba gian lận á. Nhà này là ngôi nhà bự nhất rồi đó. Nhà bự nhất tụi mình có thể xây được rồi đó. Có cửa gara luôn nè. Gấp cái cột mà. Đó. Nhìn cửa gara này nhớ tới nãy Dũng xây ngược. Vậy thôi cũng xây ngược. Ít người làm được lắm á. Trời, vô được rồi. Vô được rồi. Mở cửa đi vô. Ê cầu thang, ủa cầu thang hay vậy? Cầu thang xịn vậy? Đừng có hèm. Ghê, cầu thang đỉnh vậy. Chạy đùng đùng luôn á. Chạy không, chạy không? Ơ nhưng mà sao vẫn còn cỏ dưới đây ta? Cỏ. Tại xe thấp quá. Ừ. Thì nãy đứa có đứa kia xe thấp mà. Chứ anh kéo chân nó lên là nó cao chót vót luôn á. Chứ không lẽ giờ nâng nền lên nó kỳ. Mình lót thêm nữa chị, mình lót nền. Đông, đập căn nhà của em đi đâu. Có nhà đẹp mà. Đâu, đây. Nhưng mà ý Dũng, là Dũng, cao Dũng, có nhà đông cũng này. Là nhà đá đời đầu á. Ở sao sao nhà vô. Đá đời sau. Có gái sinh tới làng. Ủa? Nè. Xây mái rồi hả? Lẹ vậy. Không em ơi, ma phai nó gần nhà mình nè. Đâu? Ma phai đâu? Lượm. Trên trên này nó chơi chỗ em nè. Chỗ em ở đâu? Dũng á. Ờ đi đi đi, để tôi đi xe nhà cho ông. Đi 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 đi, get go. Cốc đi. Ủa mà khoan, có cây nỏ đâu bắn. Em có nè, anh bán không? Đây cho anh đi. Đâu ma phai đâu? Còn tên không? Còn tới 80 cái tên đây. Vô đi nghe. Đâu rồi? Đây 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 đây. Chơi đó. Ok, thank you em. Rồi. Đâu nó đâu, nó đâu. Chết rồi, đồ em nhiều lắm. Ê nó ném kìa. Tôi thấy nó ném Dũng kìa. Ma phai này. Ừ, ma phai như bình thường mà. Nó có trâu hơn con hôm bữa không ta? Ông ma phai đây là ma phai level 1. Mình thấy nó vẫn chọi đá nha. Hôm bữa mình level 2 luôn bạn. Ừ, hello ma phai. Vì nhà này mình xây là mình ở đúng không? Đúng rồi. Chúng mình lại xây nhà để chơi. Đúng rồi, nhà để ở chứ ba chị em mình ở chung. Đúng rồi, nhà ba chị em mình xây. Thằng nào xây nó được ở. Tôi có xây nha bạn, tôi góp công rồi nha bạn. Ủa bạn, bạn có nghe là ba chị em tôi ở không? Không, tôi góp công rồi. Thì đâu làm em tôi. Có gì đó bạn ơi. Nhỏ mà lắm. Con này nó đỡ trâu hơn con bữa các bạn, con bữa nó trâu lắm. Ôi, bạn ơi, em bắt luôn rồi. Đúng rồi, lột lạc. Dì con nét kịp. Mày ơi, giờ sao? Để chị. Nó chơi bơm vậy nào, chơi bơm thủ vậy. Em. Ê, cho anh mượn chiếc bơm đi. Cho anh mượn cái. Trả em cái nỏ nè. Em quăng tới cuối cùng rồi. Bởi vậy thôi, chế bơm cho anh mượn trái. Về anh okay. Hù cái nhà kia. Họ nó chế bơm nó chọi nhà anh là cho anh biết. Không, để tôi thử xem nhà đá thì nó chịu được bao nhiêu trái bơm. Cứ kiểu vậy, đồ thử thách đó các bạn. Thử thách xem là căn nhà gỗ với căn nhà đá hay nó sẽ chịu được bao nhiêu lượt bơm thì nó sẽ sập. Nó kiểu vậy. Sao tôi thấy cái mái nhà của cái nhà mình nó thấp thấp quá thêm. Anh nhớ rồi. Để lắp cái cột kìa. Hả? Thế cái nhà mình nó thấp sao các bạn? Đóng cửa luôn, đóng cửa luôn. Rồi nhốt luôn, nhốt luôn, nhốt luôn. Ông ở đây làm gì ta? Rồi xong rồi. Sao lùng quá vậy? Đừng nhảy vô ít bạn ơi. Anh không cho tôi đi đường, chứ thì tôi đi cầu hang tôi lên. Quần áo lẹ thiệt chứ. Thôi bạn kiến ở đây đi. Chừng nào nhà mình nâng cấp. Bây giờ mình lên nóc nhà hay gì mấy đứa ơi. Mình phải lên nóc nhà. Nó cứng chỗ này nè. Mình phải lên nóc nhà. Xây cầu thang lên. Trời ơi, gà thiệt chứ. Làm cầu thang lên là được chứ gì đâu. Đứng ra trong hình nó cũng bự lắm chứ bộ. Ừ mà tôi thấy nó yếu đó, sao không mặc. Ủa, cầu thang này lại vậy? Cầu thang lại à. Lộn cầu thang rồi. Ủa, không phải đâu, ổng mà. Thì đó. Nè, cái này mới đúng là cầu thang nè. Đó.
ăn xong báo. Rồi giờ sao? Ôi em có pha thêm 1 dưới theo quá trời luôn. Anh ơi, kẹt này. Nè nè, được nè, được nè, được nè, được nè. Sao bên nó làm được? Bạn ghê. Cho mày, đi mày. Đá nè anh ơi. Kệ nó cho mày chơi đá trời luôn rồi gì? Không, gì thích chơi đá mà vậy. Anh ơi, pha thêm 1 dưới quá trời luôn nè. Gì nữa? Hơi đông vậy trời. Ê, nhất còn phải gần chục đứa á. Bạn thấy nhà mình nó thấp không bạn? Xuống chơi chung với. Thấp thấp sao bạn? Như xây nhà đá là bắt buộc chiều cao là 2 mét thôi hay sao á? Không, là chiều cao 2 mét nữa. Này không đúng rồi. Thôi ở tạm đi, tôi mút mút có nhiều nhà đẹp lắm. Vậy hả? Chắc chưa? Mình đổi nhà theo mùa bạn. Ừ, ok. Không có gì phải gấp hết. Bye bye bạn. Tôi ngăn cánh bức tường đây. Ủa rồi, cái máy này đang xây mà. Ai mượn? Rồi, xây dưới đây, tôi xây bên này. Rồi, xong rồi. Xây cái nhỏ. Làm lâu quá. Rồi, giờ bạn xây cái máy bự của bạn kìa. Ê, thằng Dũng không có góp công vô đây nha, nhà hết phòng rồi. Bấm xuống. Góp gỗ mà cũng bị chửi. Ê, nhưng mà thằng Dũng nó có góp đá mà. Góp thôi. Vậy ông chia phòng với nó đi. Em chờ phòng ngay cửa sổ, ba tầng 2. Trời. Ê, mày lên đầu rồi anh chị mày ngồi luôn đi. Bởi vậy. Chưa gì để nó dành nè. Không cho anh Dũng nở trên gác mái. Đây luôn ơi, gác mái này đi vô không có đường ra. Mày vô đi, mày vô đi. Cái gác mái đâu có đường ra. Cục gì đây? Cục trong nhà nhìn như cục, ở nhìn cũng mất vậy á. Nè anh Dũng ở gara được rồi, Dũng ở gara thấy đẹp rồi. Tại bình thường nó xe gara cũng xấu bạn. Rồi. Rồi mọi người làm gì làm đi. Cánh thằng ngôi nhà thôi. Cắt băng gôn. Sao không ở dưới đâu, nhà dưới ghét quá. Bạn ơi, phòng này của tôi bạn ơi. Phòng này của tôi bạn ơi. Giữ lại bạn. Con phòng này có chủ rồi. Con cọp, giữ lại con cọp. Không cho nó vô con để cọp. Để coi rồi, mình làm cái kệ hả? Sách để mình đọc sách. Ê, có đường vô ghét máy Dũng. Mình đập cái nóc đi Dũng. Ờ đập cái làm đường lên các máy được. Đây đây đây, đập cho. Ai. Trời ơi nó mạnh mẽ quá. Rồi quyến lận. Hay quá. Rồi giờ sao làm cầu thang lên trển? Thì mình làm cái gạo này nè. Ừ. Đập cái này nè, đập này. Ê, tôi thiếu cái marble slab ai có không để tôi làm cái rương. Ê có cái tủ đồ xịn nè. Có 4 miếng gỗ nó, ai có miếng gỗ không? Xin miếng gỗ đi. Gì cũng xin nữa trời. Bà lăng á. Nè. Rồi cảm ơn. Rồi, bye bye. Con hát đi. Cái đó chứ bền như. Ủa, vậy? Nó dài vậy. Nó bền. Nhà đá mà. Mình nghĩ là ngủ hướng này ta. Hướng nào cũng đẹp chứ mà cái giường nó nhỏ xíu các bạn, nó sẽ xây giường bự. Thằng nào đây? Thằng Đông. Chắc mình nhà tao. Này. Xây cái sàn. Xây. Ấu xây cầu thang luôn. Tụi nó có cái sàn ở đây mới xây được chứ. Hay là đâu cần, không cần. Cái tầm lên cái sàn. Rồi xây cái sàn lên đây. Giờ mới xây cái sàn ở đây nè. Xây sàn đi. Từ từ. Đập qua đây là hợp lý nè. Không. Thôi chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi là có cái gì gọi là cái gì ta? Đi, kế hoạch quá gia đình. Mua anh nói chừa cái lỡm ở đây nè. Mà mình sẽ để cái giường ngủ giường này với giường này nó đẹp hơn các bạn. Nhìn nó xịn sò hơn. Nhìn nghe tiếng đứa nào nó phá nhà mình nó bay. Giường ngủ đây, cái tủ này cũng hợp lý rồi. Chỗ này nó cứng đây nè. Rồi giờ mình làm cái bàn. Cái bàn mà bàn xịn là phải có lăng nữa. Ê, cho miếng bà lăng nữa đi. Vậy? Xong miếng bà lăng. Không. Ghế đẹp ghê các bạn mà không có cái lông cừu. Chưa có cái máy làm lông cừu. Ủa cái máy đó mình có chưa? Ủa anh đâu rồi? Anh trên tầng nè. Cái đá với bạn. Ủa
Tụi tôi đang xây cái máy cho Dũng. Ê thấy có giường thằng Đông để bên này rồi nha. Thằng Đông cái giường Đông nó bên kia nha. Ôi Đông muốn nhức đầu. Giường thằng Đông nó lẹo quá à. Thôi. Thôi. Rồi tôi có giường. Em xếp bằng bơm bên này nha. Thằng nào dục cái đuốc vô nhà tao vậy mày? Ê, thằng nào thằng khốn nạn nào dục cái đuốc vô cái phòng nó vậy? Cháy tủ đồ đó mày. Đừng nhà mình sao chú chấp nhiều vậy bạn? Không biết nữa. Ê, cái này là cái cuộn giấy nè, cái cuộn giấy toilet nè, thảm mà mình chưa có làm được. Sách. Có đó kìa. Gì? Hello. Thằng sâu. Để con. Ê mọi người không xài, mọi người rút mấy cái con lính vô khác coi. Ủa sao dưới đây còn dư phòng mà sống ở? Ở dưới không ai chịu ở cho ngộ ghê vậy á. Nào nấy dồn lên trên không à. Con lính cục ra đi, cá xuống đây, cục cá ơi. Ok, ủa, cái bông này need supporting piece. Ờ, hình như mình phải cần cái gì đó để mới đặt được mấy cái này. Ê, đưa ra. Ê! Ủa, anh Dũng ra cái gara ở nè. Ok. Ok các bạn. Sao đặt lên chứ nó bị rụng rời như vậy, hình như đặt trên này không được. Bạn tôi tính đặt cái vàng này nè bạn. Ở đây thì bình thường nha, đặt lên trên này á là nó rụng rời liền. Buồn ghê. Đúng rồi, có chỗ đâu game. Hình như tôi đập trúng cái sàn hay gì vậy bạn ơi. Tôi quýnh hai cái. Nhảy vô nóc hay gì? Hai cái vô sàn. Ôi. Đi ghê quá kéo. Thôi còn dư phòng ở dưới kìa trời. Bởi vậy. Em cóc đi. Mày biến cái coi đâu em dắt cái thằng bồ nó vô khác gì đâu. Bạn lính của em đâu? Em có lính đâu? Chứ lính nó lính nào? Đi theo hoài luôn á, nó báo hoài luôn á. Cây này bự quá, cây này nó bắt phải để trong cái gì á. Gì ơi? Gì? Về sao để cái nắp lại mày? Nhìn ghê quá anh. Anh nhìn anh làm đối xứng á. Ở giữa có cái tô. Không để hai cây nhau. Đó nè, đối xứng chưa? Nhìn ghê. Thì trang trí nó cho sao trang trí vậy đi. Này là mấy cái sách đặt thiếu bạn. Thằng nào bây giờ giường của vui vậy chỉ cầm thang gầm cầu thang kìa. Đây. Nhỏ lớn giờ tôi thấy bạn có người quay sách ra ngoài. Ủa ngộ quá à, mình ham học hỏi em để cho cái phòng mình nó đỡ mày, đỡ trống. Chứ là người không bao giờ đọc sách nó vậy. Đâu luôn đậu lỗ này nha mày. Giường cái ngồi trên đó. Đâu rồi nãy giờ mọi người lên trên cái máy chưa? Dẹp máy rồi mày. Là ở trên có ai ở trển không? Không. Đâu lên sao? Nhưng mà bây giờ không có lên cái cầu thang lên được. Có cái đường lên chứ. Để kiến trúc sư tôi ra tay nè, tránh ra. Thôi nữa rồi đó, thêm một báo nữa rồi đó. Được nè. Không có gì đâu, không phải bay lên nữa hả? Nhà xấu các bạn. Anh làm cái hình, anh làm cái lan can. Cái này gọi là nhà dột từ nóc quá bạn. Cố chấp. Đập cái lan can ra thì đẹp rồi. Nhà này cũng đẹp đó, nhưng mà nó cố chấp. Cái nhà nó nhé. Ủa đâu anh nhớ không có nhà cửa đàng hoàng lắm mà. Tại sao không ở qua đây ở gì vậy đâu. Ủa nhà nó rộng chứ kìa. Hư nè. Hai mấy tôi qua đây tôi ở mình tôi được bạn ơi. Thôi được. Ở đây đi, tôi qua okay, mọi người. Ở. Ok tôi qua qua nhà vàng để tôi ở, bye bạn. Để tôi làm cái bồn tắm ở đây. Để tôi qua bên. Cái gì vậy? Cho xin cái ma bồ ơi, hết ma bồ rồi. Không bạn. Đông ơi còn ma bồ không Đông? Không anh ơi. Đừng có để anh phải qua bên cái nhà kia anh tháo cái toilet bên nhà bên này nha. Đây, nhà này. Ôi, hai bài làm gì trong này vậy? Thôi làm đi tiếp đi, làm tiếp đi. Làm trời ta. Để mình đi kiếm đồ mình xây toilet cái đã. Các bạn, mình tính cái khu nhà mình ở mình làm bàn ghế rồi cuối cùng cái quỷ lưu vô nó phá nó làm cái trên này rồi, các bạn coi. Cái đó là tôi chống chuột trong đó. Thôi mình bỏ nhà đó mình lại về nhà cũ mình ở tiếp các bạn làm sao? Xây nhà bự hơn kia. Ừ. Rồi đi ra nha, nhà phòng được của tôi nha. Ra chỗ khác mày. Ra chỗ khác mày. Đừng để nó phá cửa nha mày. Tôi cần có một cái cửa để tôi yên tâm. Ủa sao bên này nè không làm phòng đi luôn. Nãy đông quá nó liệm đó bạn. Rồi làm đi, nó làm bên kia làm giường rồi. Đây các bạn, trong phòng bên này của Đông nó có cái giường nó làm lẹ lắm. Thằng này nó đâu đông là nó nhảy qua nè. Cái giường nào phát cái giường nó lẹ thiệt chứ. Đây là cách bảo vệ phòng của tao là gì? Sao làm cái cửa hả?
nó hàng lại luôn rồi. Làm cái tủ sách hả? Rồi sao vô? Rồi sao vô? Chỗ nướng đồ ăn đi. Ăn rồi. Ở tù hả? Giống ở tù á. Làm chỗ điềm nha, điềm nha. Mai mốt mày bữa tù rồi con. Ông chui được. Người chứ phải chó đâu mà chui. Ê luôn, mày để dưới cùng mày nhảy qua được luôn, giống như con ngựa nhảy qua được. Cho tao đi. Nè, phá đi. Không có được, lì quá. Rồi bây giờ để thấp thấp thôi. Để thấp nhảy qua được nè, đó, nhảy qua được nè. Để thấp rồi. Giống như cái rào lại á. Tránh mấy con côn trùng vô các bạn, con ngáo đồ này kia. Con ngáo là con côn trùng mà. Đây luôn. Khúc này mình phá cái này mình nặng, cái sổ nó cũng đẹp lắm luôn. Nhảy được mà, nhảy được mà. Sao vậy? Đó hả? Bạn mình phá nó thòi giống cái lỗ. Không, nhưng không. Mà cái nhà, phá đi làm cái cửa sổ không đẹp nha. Thấy lũng gạch rồi. Dạ, có cái hộp. Ê, có cái hộp mini nè. Ây, đúng. Có cái lỗ nó lạ. Đây coi, nó là cái tường nào đây? Tường cửa sổ á. Đây trên ga anh em, trên ga. Công nhận cái nhà này màu nâu mà mày. Ông ốp cái tường này vô nhìn thấy gớm nè. Ủa bạn ơi. Hả? Cái view này lạ lắm. Bạn ơi, còn cái nó không cho xây bạn ơi. Nó kêu không đủ cái thước bạn ơi. Mình xây tường bạn, mình xây tường. Rồi mình nói là lệch hả mày? Trời cha nó đi. Không, nó kỳ lắm. Ê mày phá mày xây thử cái bự đó luôn. Kỳ lắm. Cái đôi đúng không? Ừ, cái đôi. Bạn xây đi. Xây thì xây theo bản vẽ các bạn. Nhưng mà tới lúc mà tụi mình sửa, tụi mình sửa theo ý tụi mình. Sửa sao? Đường nè. Đường gọi là phán nhà liền. Gọi là nhà dọc từ nóc các bạn. Phán liền. Rồi, nhìn rồi mình có nuôi con gì ở trong đó không? Chỗ này cho dấu tiền. Cho dấu tiền hợp lý. Anh Hiển giấu được á. Xây xong nhà đó các bạn, giờ mình có đi khám phá gì không? Rồi, nhà này, nhà con vua nè. Ừ. Không bạn, mày biết gì không? Tôi kể bạn nghe, biết tao xây nhà thấu vậy không? Sao? Nó xây nhà trước nha, để nó giữ đất bạn mấy cái này. À, bởi vậy đất nhóc cần gì đâu giữ không biết nữa. À, tụi mình ăn mừng chưa được lâu thì trời mưa rồi các bạn. Xét xuống rồi để coi nó đánh được mấy cái nhà này không nha. Có nhà gỗ nè. Nhà mình giờ xịn nữa hai bạn luôn ha. Ừ, sao bị xét đánh, đánh cái nhà mình. Cái bên này, cái bên nè. Sợ liền, sợ liền. Nó lạnh vậy, ăn cháo vô đỡ lạnh. Rồi ok. Đánh đây nè mấy anh ơi. Ở đây nè mình quất một tia đây nè. Xong rồi qua bên nhà gỗ mình quất một tia nè. Ê thiệt kìa mày, ê thiệt kìa. Điên thui cái nóc luôn. Lụm nóc không vậy? Không. Nó hơi. Chắc đánh tầm cái này nó mới bể. Ghê vậy, tôi nói đây đánh thiệt đây luôn kìa. Ủa cái cục màu vàng em còn không? Rồi bạn ơi. Trời ơi, nhà mình đã là vậy. Thôi luôn. Không, nhưng mà có thể mọi người chưa biết thì cái mái nhà nó như nhau, nó chỉ khác là khác cái cấu trúc là cái tường thôi. Còn cái mái nhà nó vẫn như cũ. Không biết trong này nó có cái cột thu lôi không ta? Nó khét đánh nó ghê quá à. Ê. Thôi không vô được. Tắt đèn đen, không muốn nó dựng lên đâu. Mất luôn cái bãi cỏ. Vô nhà là an toàn nhất các bạn, vô nhà lên giường ngủ là an toàn nhất. À, hiện tại là tụi mình mới vừa nhận ra được là khi mà mình phá cái ngôi nhà kia các bạn, là cái bàn nâng cấp của mình nó cũng bay theo gió luôn. Mình phải làm lại một cái bàn mới, mình cần phải tìm lại đồ để mình nâng cấp lại. Nó khá là khó chịu luôn, cái bàn này các bạn nâng cấp nó sẽ cố định như vậy luôn. Các bạn mà phá đi hoặc là lỡ có phá thì nó sẽ bị mất hết tất cả. Ok, hay quá trời. À, còn bây giờ thì mình đang tìm một cái công thức để mình làm một cái burger. Burger này nó giúp cho các bạn chịu lạnh được. Nó sẽ kết hợp với lại ớt á. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái công thức này. Cho cái lúa mì vô, mình sẽ làm ra cái bột lúa mì. Xong rồi từ cái bột lúa mì này mình sẽ làm ra được cái burger phiên bản ớt cây nồng. Rồi cho nó nghe nó hấp dẫn. Ê thằng Spark Blood biến mày. Đây Spicy Burger các bạn. Và cái burger này nó giúp cho các bạn chịu lạnh trong vòng 10 phút. Mình không biết là mình có thực sự chịu lạnh được hay không. Và cái lý do mà tụi mình cần làm cái burger này là bây giờ mình sẽ đi lên trên núi tuyết mình khám phá sơ sơ thôi các bạn. Và cái lý do tiếp theo nữa đó chính là mình sẽ kết thúc cái series game Lego Fortnite luôn. Tại vì nó quá chán rồi. Nó không có nhiều cái chơi. Một xíu mình sẽ làm một chiếc xe để mình dẫn các bạn đi luôn. Cái xe nó hơi ngu học một xíu.
nó không có quẹo được cái gì hết trơn á, nó chỉ có đi thẳng thôi các bạn. Và nó có nhiều cái ngu lắm. Cho nên là game này chỉ chơi chơi vui vui thôi chứ mình thấy nó hết vui được rồi. Mấy thằng Khứa kia nó đang hóng để nó xá game lắm rồi, bạn luôn thấy chán không? Đâu thấy bình thường. Ở chỗ. Đâu tôi hẻ. Tôi biết mà tôi đi cày chứ phải như bạn có nhà rồi hiểu. Tôi có cày nha, tôi có cày nha. Cày cũng mắc. Anh có được mấy cái burger, anh được 2 cái burger 20 phút là đủ rồi nè. Rồi chia đi đông. Chia cho mọi người đi đông. Giờ anh sẽ đi ra, anh nhắm chuẩn cái núi tuyết để anh làm cái xe cái đã. Cái xe này khi mà các bạn làm á, các bạn chỉ đi được đúng một đường thẳng thôi, các bạn sẽ không đi được đường quẹo đâu. Và để mình lên trên đồi mình xem coi là nó ăn thịt là đói quá. Ok. Ủa anh còn cái bột nào không? Còn trong máy á. Ê tính ra núi tuyết ở đây cũng gần mà mình gần lắm luôn á. Chắc anh bạn. Ừ. Để tôi làm cái xe hướng này đi. Để mà làm cái xe thì các bạn cần có những cái bánh xe và cái đồ động cơ đẩy. Các bạn có thể dùng trên cái Dynamic Foundation này thì nó là một cái là một cái khối để di chuyển được. Thì thường thường cái này nó dùng cho cái việc là gắn cái khinh khí cầu để bay lên trời các bạn. Hoặc là cái bánh xe để di chuyển được. Nhưng mà mình có một cái cách khác. Đó chính là mình không cần dùng cái cục đó cho nó tốn kém, chỉ mình dùng cái Foundation này vẫn được nha các bạn. Để dùng được thì đầu tiên các bạn cần phải xây một cái cột lên. Rồi xíu mình phá cột này đi là được. Bây giờ mình đặt cái foundation. Y cái xe này nó chạy hướng xéo này thôi. Hoặc là hướng này thôi. Mọi người ra đây mình lựa hướng rồi mình đi hướng nào? Đi hướng vào tim. Tại vì cái này nó chỉ xoay được như này thôi các bạn. Nè. Game nó bắt buộc các bạn như vậy rồi, các bạn không có xoay được cái hướng khác, nó chỉ xoay được như vậy thôi. Đó là mọi người, ra đây. Mình đi hướng bên phải hay là hướng bên trái ta? Đi hướng bên trái có vẻ không có tuyết lắm á, bên phải chắc có tuyết nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cục này đây. Cái foundation nó là ok nhé đúng không? Ê mình làm cái foundation bằng granite được luôn á. Ờ. Sao không làm cái đó ha? Cái đó nó sẽ cứng hơn các bạn. Hay lu cho. Thiếu 3 miếng thạch sống nữa. Lu cho anh có nè. Không không giấu không, giấu hay không? Không có giấu nha, người ta không có giấu nha. Là được 8 cái burger nữa. Không có giấu nha. Giấu mình ăn thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi gắn bánh xe. Mình sẽ dùng bánh xe bự nha các bạn. Nhưng mà cái miếng này nó dùng bánh xe bự nó tục quá ta. Cái foundation này thì nó bự hơn nè. Nó chắc chơi bà nó cái foundation quá à. Đủ tiền mà. Nó tiền, đâu phải tiền của mình đâu. Nè anh Quy, cho anh nè. Gắn cái foundation luôn đi. Chơi vô đây vui à? À, đang đi gắn đồ nè bạn. Rồi giờ mình gắn bánh xe vô. Gắn bánh xe không bạn? Không. Cho bánh xèo. Một bánh. Hai bánh. Vô ông nội. Ơ nó lăn nó lăn nó lăn. Ơ. Ê gì mình bẻ hướng được. Bẻ hướng trước khi mà nó thành hình vậy. Ý server chuẩn bị đóng reset trong vòng 4-3 phút nữa. Lâu ghê mà mới thấy đang chơi mà server đâu, reset. Chị đó. Đâu? Còn một cái bánh xe cuối cùng. Rồi ba cái, chị đâu? Rồi. Nè. Mình bẻ hướng nó qua một xíu. Ăn cái này luôn không? Ý. Hồi nãy bẻ được này. Các bạn, hồi nãy còn bẻ được. Bây giờ hết bẻ được rồi. Hồi chưa có gắn bánh xe. Ủa? Thì bẻ được. Đó ăn rồi. Để tắm 10 phút là không sao. Hướng này thì nó không đúng hướng núi tuyết lắm. How to... Ê! Dạ. Ơ! Ai còn cái flat wood không? Có. Mày máu gì nữa. Tôi quýnh cái bánh xe cái nó hư liền luôn á. Ai mọi người ra cái bánh xe cẩn thận nha. Quýnh một cái nó hư liền luôn á. Ủa ai muốn quýnh á? Ồ! Cái này nó hay vậy các bạn. Stop. Dừng. Ừ. Lánh. Bạn nó cán đá luôn bạn. Đụng nó cán đá rồi thôi nhưng mà mấy con kia đụng vô cái là hư đó. Dạ. Yeah. Cho anh cái flat wood đi. Hết rồi. Ủa thì mới kêu có mà. Lấy xe ba bánh. Ê không không. Anh còn cái flat wood, anh đi làm cái flat wood rất chưa. Đừng có bẻ hướng. Bẻ hướng. Bẻ hướng vậy đi giờ. Không bẻ cái hướng kia kìa, bẻ cái hướng thẳng cái núi tuyết mình. Sao bẻ được? Bây giờ sao bẻ thì được? Đi xuống bẻ đó, nó bẻ một bánh là bẻ được á chứ còn bốn bánh là bẻ không được đâu.
Có đập thêm cái bánh bên phải đó bạn. Thì đó, không, đừng có đập, đừng có đập, đừng có đập, đừng có đập. Được rồi, đừng có đập. Đập tôi quýnh mẹ. Làm đại lệ cho em cái nữa. Mình mới vô làm cái nhà để mình chứa nữa các bạn. Tại vì cái nhà nó sẽ chứa luôn nhưng mà không chơi game này nữa cho nên thôi kệ tụi nó đi. Thật ra game này nó cũng đồ họa đẹp, cũng hay nhưng mà nó bị tù túng quá. Cái xe mà không di chuyển được, không phải lái được là thấy nó khó chịu rồi. Làm gì vậy Gáp? Có bánh xe, có động cơ mà không có di chuyển được. Gáp ơi, không chửi bây giờ Gáp ơi. Xe để ăn cơm. Đi lên kia kìa, đi ngược rồi. Phá gì vậy? Chịu ăn cơm, xe chịu ăn cơm. Đi ngược rồi. Xe chịu ăn cơm. Đâu rồi, cái xe đâu rồi, mấy con báo. Cái xe đâu rồi? Xe cao đâu? Đây nè bạn. Đâu? Hướng này cũng được, hướng này cũng... À, dừng, 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 stop, stop. Ăn burger vô đi mọi người. Ăn rồi. Em để im, để đẩy một hồi tôi gắn lệch cái bánh xe. Đang nóng quá rồi. Để im cái máy nữa. Để tự dừng. Để tôi ăn cái burger. Rồi, ok, chị lạnh được rồi đó. Rồi lệch rồi, sửa lại đi bay. Ông đi đâu? Đi hướng này nè, nè hướng này nè, hướng tôi nhìn nè, hướng núi tuyết các bạn. Bây giờ sao để được hướng đó? Mấy nữa mấy này nó đi làm đi, để mình đi làm thêm mấy cái burger để dành cái đã. Xe đó mà hư nha, xe đó mà hư nha. Là đòn nha. Xem xét là đừng có đánh xe em, đừng có đẩy nữa. Còn ba bánh, ê hồi nãy tới nay ba bánh nó quay hướng này luôn á, xong bây giờ nó quay lại đầu. Rồi, hết mưa. Bên kia mưa. Mà bây giờ phải quay cái xe lại, quay nó qua núi tuyết. Mày kêu cái con cọp mày cho phép ơi. Mày mất cọp nó chảnh chảnh. Ê cái đá này nó không tông được, lũi ra lũi ra. Bíp, bíp, bíp. Ê. Quay, bây giờ không mấy mình quay sao cho nó qua bên kia được không? Để, không à, để coi. Ờ à, tôi chế được hai bánh rồi, để tôi phá bánh nha. Phá bà nó cái bánh xe đi. Thôi, thôi. Rồi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Quay nè, quay nè, quay nè. Đó. Chúa, chúa này đông núi rồi, đông núi, đông núi nhích nhích. Nhích qua bên. Ừ. Hợp lý chưa? Rồi, hợp lý. Ừ, cũng được. Đây đâu cái này. Ừ, cũng được, cũng được. Nó nhẹ, nó tông vô nhẹ. Rồi rồi, ê phía trước mặt có núi nha. Chứ mà có nhẹ. Em mà đẩy mình kia lại đi. Mà có núi, đi qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia nó trống. Mà... không mà mình cứ đi thôi, xe này nó hư rồi chịu thôi. Ơi, để mình dạ, suốt. Nè, em vô cái đường mòn này được nè, vô cái đường này nè. Đâu, đường mòn đâu. Đừng có đẩy nữa. Mưa. À chỗ đông không cái xe này. Mà cái đường mòn nó đâu có thẳng đâu, đông cái đường mòn nó không có thẳng. Ý là đừng có đẩy ngược về nữa tụi bay. Cái thằng quỷ ngáo này mà đừng có đẩy ngược về. Ủa cái đẩy nào? Đẩy đi lên đi được rồi. Ê ê ê ê em đúng rồi kìa, em đúng rồi kìa. Ờ xem đánh xem đánh tổ một xíu nữa. Rồi, hướng này đẹp nè, hướng này đẹp nè, hướng này đẹp nè. Ờ tao lên trước à, bay mày. Ok. Lên cộng tới đâu, cộng cắt tới đâu ấy, lên cộng cái. Chưa lên. Dịnh lại. Rồi, tớ gắn động cơ, tớ gắn động cơ. Lại không đẩy tôi đi. Rồi ok. Bây giờ mình gắn công tắc. Rồi gạt công tắc. Gạt. Đây, get go. Hay tuột 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 tuột. Nó cậu ghê. Đúng rồi. Vui chạy về phía trước. Ê nó lạch hướng rồi mọi người. Ủa. Tắc. Lạch hướng rồi, lạch hướng. Ê. Xe chạy bằng cơm mấy ơi. À, cái động cơ nó hơi lệch. Tôi gắn thêm cái động cơ bên này. Ê, dừng. Ê, nhớ nha, có người lên đó nha. Chứ nhảy một hồi mà đạp lộn đi á. Để bên đây nè, để bên đây nè. Đi im, cứ cắn cái động cơ thôi. Đi im cái đã nha. Rồi. Đi đây rồi. Rồi. Lên em. Lên. Ê, lệch núi rồi. Lệch núi rồi. Nhảy đi em không? Ơ đẹp ghê á. Ê. Rồi. Ê, như nó gãy cái cần rồi. Sao lại nó lại luôn. Sao lại nó lại.
xe mà nó không cho di chuyển, các bạn coi tất cả cái bánh xe nó cũng gắn lệch, hồi nãy đang gắn nó cũng là xe mà nó lạ lắm. Ê, nhưng mà đứng hướng này được mọi người, anh em theo tôi vậy không cách thường các bạn. Chạy em. Cái tour này bất ổn quá, để tôi bạn. Để tôi quay, quay. Không quay nó lại, quay lại được. Để tôi phá cái thruster, tôi làm được hai cái nữa nha. Tôi phá cái này đi. Nếu mình bỏ dạ, mình dạ. Bỏ hai cái bánh đầu. Bỏ hai cái bánh đầu thấy nó đi nó nhẹ nhàng. Đừng có bật nữa. Mày cứu xe là đúng không? Mày cứu xe là đúng không? Tông ở núi luôn. Chưa, hai cái pháo lực nó bị lệch, cái giá đau bấy. Ủa không gặp được. Hai cái pháo lực nó bị lệch. Nó dưới cái cây kìa. Cái đồ nhỏ cũng vậy và cái đồ bự cũng vậy rồi các bạn. Chưa, tắt không tắt. Tôi đang canh cho chuẩn mà. Rồi hết rồi, anh em ơi, hết đồ rồi. Ủa còn mà. Ai còn thuốc nổ không? Ai còn thuốc nổ không? Không. Thuốc nổ với đuốc. Lên đại đi, nó chạy tới đâu tới đó nè. Có thuốc nổ cho anh đi. Còn một cái à. Ừ cho anh cái đi, anh làm được thêm cái cuối với cái đuốc nữa, cho anh cái đuốc nữa. Rồi một cái cuối cùng cho cái đuốc, ok. Rồi đi em, làm cái cuối động cơ cuối này tới canh chuẩn ai. Nãy giờ cũng làm gì ngoài ngồi cười các bạn. Rồi chuẩn. Ok anh em lên xe anh em. Xe chuẩn rồi, đi thôi, đi thôi. Cái đầu gì nữa, đi đại đi. Đi nhanh không, lẹ đông ơi. Lẹ. Lên đây mà. Ủa? Đi bạn. Đi. À con. Trời ơi trời. Ê sao mọi người không bị rớt mà tôi phải bị rớt vậy, tôi cứ phải chạy bộ. Ê đá bự. Trời ơi. Ôi mệt quá, đi đi khám phá nè. Hư luôn rồi. Chạy bộ lên nước tiếc nè. Ủa gì đâu rồi. Nè. Đây nè. Mệt. Mệt quá. Nói các bạn, cái lý do mà mình muốn dừng là tại vì cái game nó không cho các bạn làm nhiều, các bạn cứ làm được bao nhiêu đó thôi à. Lúc đầu tưởng game cho lái xe. Ờ à, tưởng game cho lái xe là mình nghe nó có xe rồi này kia mình mới vô mình chơi chứ ai về đâu. Ôi, cho em cái đuốc với. Nè, à? Còn để tôi split nó ra. Quang nè, nghe rồi. Quang nghe. Cho em một cây nữa. Nè, một cây. Đó của cho mình cách cho đó tao dục vào đó lụm đi. Rồi hai cây. Ok hết rồi nha. Nè chỗ tôi nè anh em. Rồi đi. Đi. À, màn hình nó hơi băng giá xíu nhưng mà chắc không sao. Ủa Huy lấy chưa? Hết rồi. Hay có đồ ăn thường. Ủa nó lạnh, nó lạnh. Không sao anh em. Phải đi về phía trước. Tiến về phía trước. Get go. Không có cháy hết. Không đừng ăn hết bạn. Đừng ăn hết bạn. Bạn đã ăn cái con sói rồi, bạn đã ăn cái burger. Đừng ăn hết. Như tôi mới ăn hết xong cái nó giảm cái thời gian của tôi à. Tôi thấy nó vẫn lạnh bạn. Ờ lạnh ghê luôn á. Chịu được 10 phút. Nó lạnh lắm luôn các bạn. Ẩu. Mất máu thì bạn cứ ăn rồi. Tôi nghĩ ban ngày nó sẽ đỡ hơn. Quýnh con sói đi. Mày lớn tấu rồi. Bây giờ nếu mình làm cái đốm lửa ở đây thì mình có đỡ lạnh hơn không? Không. Có. Đứng đi. Đứng đi đợi trời sáng rồi đi tiếp. Đúng rồi, đứng đi đợi trời sáng. Tôi nghĩ là trời sáng nó sẽ đỡ lạnh hơn ban đêm lạnh lắm. Rồi, trời sáng, lên đường anh em ơi, lên đường. Ủa rồi cái núi tuyết này mình lên bằng cách nào ta? Là cầu thang hả? Đi bộ lên. Đi anh em ơi. Không, buổi sáng nắng lên là nó đỡ lạnh liền. Bạn ơi lên đây sợ trượt chân quá bạn ơi. Dạ. Yeah. Lên đỡ nó ta. Ở đây là mình chuẩn bị lạnh đen nè. Không, không, bình thường. Tôi ổn. Tôi ok. Để tôi làm okay. cái cầu thang phiên bản kia cái đã. Để lạnh. Cầu thang này nó hơi xéo nha. Từ lên luôn nè. Nè lên nè. Cái này là vô đá luôn rồi. Từ từ thôi đừng có chen nghe. Thôi gắn cái tầm nghe nhỏ. Quẹo đi. Rồi quẹo. Quẹo lửa. Đó anh còn ăn nữa. Lên nháo. Bây giờ nó nói thiệt có thằng nào đứng dưới mình nó phá nó nổ bơm cái cầu thang cái nguyên đám rớt hết luôn. Thôi tiếng xì xì rất đùng. Sắp tới nè. Trời dễ quá. Ai còn gõ đặt đi em không có chơi ngu. Thế cờ.
Dạ. Trời cứu tôi với. Ủa, cái chân nó dài lắm mà, mình nhớ cái chân nó dài lắm mà. Đi lấy cọp, con cọp, con cọp gì? Mày đi. Con nào vậy? Con cọp ốp. Ủa, nó xây cái gì vậy mày? Đi lên nữa, đi lên nữa nè, đi lên nữa. Lên nữa, lên nữa, lên nữa, lên nữa, lên nữa, lên nữa. Đây, 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 đây. Ai cứu tôi vậy? Hướng này nó kỳ. Thôi đi hướng này tiếp với mọi người. Hướng này nè, hướng này nè. Hướng này nó mới đi lên được nữa. Ai chết không mọi người? Đi ra, đi ra. Nhảy ra. Nhảy ra hai ba. Gỗ rồi. Ê ê, phải cái kia xin gỗ nha chứ không có có chừng không đủ gỗ, anh còn 26 gỗ. Bắt cua đi bạn. Hay rớt không? Có hay rớt không? Không. Anh thần lắm đồ à. Có cái nào cái lúc nó đang xây cái này mà mình đi nhanh quá cái mình rớt nữa không? Mình lên không mình đập cho mọi người rớt anh. Ừ được. Để tao đập cho. Ê ê ê ê. Không có đập nha. Ê, pin, 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 kiến trúc cầu thang siêu đỉnh tới nè. Đây các bạn, đây là hệ thống cầu thang đi từ dưới kia lên đây. Ê, không lạnh nha, không lạnh, không lạnh, không lạnh, cái burger xịn á. Ê, nó sắp lạnh rồi đó, tới ngưỡng lạnh rồi đó. Chùa. Nó cứ ở đây mãi mà, ôi, sắp hết. Ở chỗ này nó âm mưu quá. Nè, có cái quặng mới nữa nè. Cái này mình quýnh rồi, đâu quặng nào, quặng nào. Đâu? Mệt. Đâu rồi. Cái này cái này không không có đủ đam. Cái này ai có cái cây rìu thử không? Cái rìu 2 mới được. Rìu rìu 2 rìu 3, nó phải lên rìu 3 mới được, rìu 3 mới được. Nhưng mà lên đây là gặp mấy con quái level 3 này nha các bạn, nó trâu lắm luôn. Ê ê. Đây là con gì đây? Con trâu hả? Con gấu mẹ hả? Con này con gì? Con trâu. Con cừu đen nè bạn. Con gì? Tao quýnh mày á con lưu. Ê mình... Bạn mày. Bạn ơi mày. Xin lỗi bạn, con này nó hơi bị trâu, đúng trâu luôn. Trâu thật. Nghĩ tiếp nghe trâu. Ba thằng bu vô quýnh rồi. Mày cũng chết. Tao làm thịt của mày. Ê có con nhện là ba nè. Nhện phiên bản nhện phiên bản băng giá nha mọi người. Chạy nó trâu lắm. Nó trâu ghê. Vũ khí của tụi mình không có thể đánh bại được tụi nó các bạn. Vũ khí của mình chỉ mới có mức ở ủa vũ khí rồi. Ơi con nhện. Nhảy rồi bạn. Nhảy rồi bạn. Vũ khí quýnh không lại. Chỉ đi khám phá thôi. Có nước nè, xuống tắm cho lạnh chơi. Vô bạn, thử bạn. Thử bạn. Vô, sợ gì. Ngu nó chết chìm. Ê bạn, nước ấm bạn, nước ấm, nước ấm, nước ấm. Ờ nước ấm kìa. Bạn coi cái biểu đồ nước siêu ấm luôn. Ờ nó sáng rồi. Ê tối thui vậy. Mày bơi cho xong rồi tối. Tiếp. Mình lên trên đỉnh núi xem coi nó còn con gì khác nữa không. Ê gì nếu mà mau phai cũng là mau phai level 3 hả ta? Ừ. Cái hệ quái, cái hệ thống quái vật trong này nó không có đa dạng các bạn, nó chỉ có 3 cái con xong nó làm hoài, vậy là cái con chui lên cũng là level 3 xong rồi con mau phai level 3 luôn. Con sói nữa, nó không có một cái con gì mới hết trơn á. Ờ có đống lửa. Ê. Kệ kệ. Ê có dân rồi. Ê mày ơi. Tụi nó cầm cuốc các mày. Là chào hỏi. Mấy nhóc. Ờ giống cứu bê chạy. Mấy mày. Quýnh nó đi. Không nó trâu lắm em, quýnh thử đi, em quýnh nó đi. Em quýnh đi nha, em quýnh đi. Tụi chị đứng đây nè. Ừ. Nó bắn thử coi nó trâu không. Ờ nó trâu lắm. Nó yếu xịu á, nó yếu xịu. Yếu không, yếu không, yếu không. Đánh được, đánh được. Yếu yếu lắm bạn, xuống quýnh đi bạn. Mốc mốc mốc. Quỷ lưu chó mà. Có cái cung, có cái cung, có cái cung, có cái chiếc. Quỷ lưu chó đúng lẹ luôn. Chó con cho chị cái kiếm. Ê mọi người, cái đỉnh núi này, đây là tụi mình đang ở cao nhất rồi nè, cao nhất của cái núi này nè. Ủa nó giật em kìa. Ê, nó mới spam ra cái đám cướp kìa. Đâu? Kìa. Quýnh nó, quýnh nó đi kiếm cho chị. Spam ra luôn kìa, từ hư vô đâu ra vậy. Xin lỗi mày à. Mày phải xin lỗi tao đi. Cánh tay hồn của mày luôn á. Xin lỗi mày à, xin lỗi tao đi. Cung giỡn bằng ơi. Xin lỗi cục cức. Láo. À bạn đi đó dễ té chết lắm nha bạn. Vậy giờ mình đi lên nữa không? Đi lên nữa mình nó xe cầu thang á nha. Xe cầu thang á. Đâu đi đường này được nè. Không được, không được. Nè. Được mà. Chuột. Nè, tôi đang lên nè. Ok, được luôn hả? Mình cứ đi mang đi, nào lên, lên, ơi, vô. Để nó xe cầu thang cho.
Đẩy mặt đi anh. Để coi hướng hả? Chết cha là hết rồi. Ok, lên cầu thang này nè mọi người. Lên cầu thang hả? Lên cầu thang nè. Cầu thang xây ngu bạn. Gì? Hết đi xuống. Ê, phát cái nhà gỗ. Phát cái nhà lấy gỗ. Lẹ, phát cái nhà lấy gỗ. Gì vậy? Để người ta chứ, rồi. Anh nghèo thì anh nói anh em đi. Chứ giờ em còn không? Còn. Đông còn bao nhiêu? Theo đông, 1, đông 2, tôi đem theo 300 cái gỗ lận. Rồi mày đưa đây mày, mày có mày không đưa. Lên chỗ kia đi đưa. Giếm gì? Mấy đội đi đâu? Nhảy được rồi bạn, nhảy đi bạn, nhảy qua. Ê! Rồi, nói ra. Ôi lộn, bấm lộn. Ê, tôi xuống dưới. Rồi ok, được rồi. Tiếp anh em, đi tiếp. Ủa? Rồi giờ sao đi? Đi đi, sao đi? Tiếp bạn. Xe cầu thang tiếp. Lẹ. Ủa xe ngu vậy? Sao nó thẳng vậy? Ủa xe gì tao đúng rồi. Ủa. Mày ngộ à. Cái góc game này nó không có cho quay kiểu kia. Lẹ vô, đúng rồi. Tự lên thiên đường. Ê, nước thang lên thiên đường. Này mà nó có cái, mấy cái đồ trượt tuyết thì nó sẽ vui ha. Vậy là ai bạn? Bạn qua bên The Forget, bạn lấy cái mai rùa ơi. Được á. Ê mệt quá. Cảm nhất nè mọi người. Tương truyền trên cái đỉnh núi tuyết này nó sẽ có một cái loại trái. Mà tôi cũng không gọi đó là trái gì. Tới rồi nè. Ủa có cái rương nè. Bây giờ mọi người nhảy thử coi coi. Không có chơi say nữa, thử nhảy qua coi. Ăn gian đi chứ. Thấy chưa, đâu phải chỉ riêng mình thôi các bạn. Nhưng mà tôi kìm hãm được sức mạnh của tôi vậy. Tôi với ngắn đáng trên sườn núi nè. Ơi, lên lại được rồi bạn. Không có gì hết được. Anh nhờ mình phát được lên nè. Ê mấy cái cây này là cái nó đâu phải là quặng hay là nó là quặng? Ê nó là quặng nè đông. Nói gì vậy? Mình đào không được. Cái dao gãy giò. Ừ, đúng rồi chứ cái đồ của mình nó có mở được đâu. Có bắp với sữa nè, lấy sữa uống rồi cho nó ngon. Anh em mình chia ra kiếm mấy con ma phai, có ma phai không? Ma phai với lại mệt, mà sói quá. Lên tống biết bao nhiêu tiền của. Cho mình cái hamburger ơi bạn. Nhận kìa luôn ơi. Ê con nhận luôn ba cái quýnh nó thương, em quýnh nó thương, quýnh nó thương. Cho cái hamburger bạn hẹn. Đợi xíu bạn quýnh nó đi bạn. Trời ba nhận. Trời nó trời ơi. Ôi mày. Tao đi trước đây. Bye bạn. Nó quýnh một cái chết luôn. Bạn ơi đừng có của bạn. Thôi đi cho nó có ba cái burger. Ê, cỡ này mà gặp con sói á, tao nói gặp con sói á nha. Nó cạp một cái. Ê, có kiếm vậy, có kiếm xịn kìa. Kiếm đó mà quýnh nó còn không xi nhê nữa. Mới gói có trễ. Rồi thôi, chắc là mình sẽ tạm dừng cái series game ở đây luôn. Chứ không phải là cái video game này nữa. Tại vì tới đây hết rồi các bạn. Game nó chỉ cho các bạn giới hạn bao nhiêu đó. Các bạn không có làm được nhiều hơn. Các bạn... ở đây, đây là giường ngáo, đây là giường vun. Đây là giường blue này, giường của ai chưa biết. Này mình cho các bạn xem giường của mấy anh Khước nãy đặt trong cái ngôi nhà này. Đây là giường của Dũng ngay cái gara luôn các bạn. Nó ngủ dưới gara luôn. Bên này giường của anh Huy. Đấy, nói chung là tụi game này đồ họa đẹp, cái lối chơi cũng ok nhưng mà cái game làm còn khá là sơ sài. Động vật các loại mà gọi là kẻ thù của mình nó chỉ có một loại duy nhất thôi. Để coi con thấp nhất là con nhện. Xong rồi tới con cái con lăng lăng, rồi tới con sói, rồi tới con ma phai là hết rồi các bạn. Những con đó thôi, và nó chỉ tăng cấp luôn thôi chứ nó không có nhiều cái loại kẻ thù mới. Còn xe thì các bạn thấy nó cũng không di chuyển, không bị lái được, nó chỉ làm cho vui thôi. Còn mà làm cái kiểu mà mấy cái hệ thống mà đi di chuyển từ bên này qua bên kia thì mình nghĩ chỉ có trong cái sandbox này nó mới làm được. Nói chung là game nó khá là hạn chế nha các bạn, thành ra là chơi nó cũng mau chán, nó không có nhiều cái để làm. Cho nên là mình sẽ phép tạm dừng cái series game này luôn. Và nếu các bạn yêu thích cái series Lego này thì để mình tìm một cái tựa game khác giống giống như vậy, để mình tìm thử xem có không. Nếu không thì tụi mình có một cái tựa game khác, đó chính là Minecraft. Mình với team đang có một cái dự định chơi Minecraft các bạn. Khi mà chơi Minecraft này mình sẽ có nhiều cái chơi hơn, thế giới nó rộng lớn hơn và mod được rất là nhiều. Ít nhất là mình còn làm được nhiều thứ, mình còn đã lắm. Còn cái này nó lại tù túng quá đi. Cho nên là mong các bạn đừng có buồn nha. Và hẹn các bạn ở những series tiếp theo trên kênh Đây Gaming của mình. Chào các bạn, bye bye.